chạm thì thôi, nó đóng nó nát hết cả lưới luôn. Anh em thấy không? Tức là trong cái tình huống này này. Không. Vuông xong rồi bóng gần lúc mà chạm chân vào bóng thì em nhấn thêm vuông một lần nữa nó sẽ ra sút của Naco. Bây giờ thì Tavi bắt đầu bị xoạc hơi nhiều và những pha xử lý của em nó đã không còn thực sự hiệu quả. Đây, đây lại là một tình huống mà mất bóng ở sân nhà đấy. Em biết tin rồi. Vâng, em mới thay con mic ba củ mấy? Ba củ ba. Mua thêm một cái màn màn này mua mới thì là 7 củ mấy. Con mic này thì 3 củ 3. Vâng anh, bỏ thêm tiền vào mà. Nói chung là sắp tới em sẽ đầu tư thêm cả loa nữa. Loa rồi bật nhạc lên quẩy cho anh em nữa. Tại vì bắt đầu bị game thủ Duy Mập xoạc hơi nhiều. Bắt đầu cáu cáu gắt rồi anh em ạ. Bắt đầu có những cái tình huống cáu gắt và xoạc lại. Một chiếc thẻ vàng được rút ra với một tình huống xoạc bóng mà tôi nghĩ là ngoài đời là sẽ ăn thẻ đỏ. Pet này hơi luyên thuyên ở cái tình huống xoạc như vậy. Xoạc sau thì đáng lẽ là những tình huống quá nguy hiểm như vậy thì đáng lẽ cần phải một chiếc thẻ nó có màu khác. À thì rõ anh. Chúng ta cùng xem sự thay đổi của Tavi Tuấn Anh. Em bận lắm anh ạ, em mà lên 2-3 ngày như thế thì không có thời gian livestream ấy. Và không có thời gian livestream thì công ty họ sẽ phạt thôi. Hello, hello anh em mới vào nhá. Mỗi người giúp mình một lần like, một lần chia sẻ nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Kê kê anh em. Hello hello anh em nhá. Ok, mình đang bận đang làm việc khác mà tự dưng lại. Ok đi. Sút phạt rồi. Zanik và một pha sút phạt quá hay rồi. Thật ra ấy, Tabi thì là một game thủ rất là tài năng, mình phải khen luôn. Mình phải nói luôn là Tabi là một game thủ rất là tài năng, tuy nhiên thì có vẻ là vì tài năng nên em nó hơi tự tin một chút. Thường ở những tình huống này thì mình cũng đã hướng dẫn anh em rồi và mình thì gần như không bao giờ thua ở những cái tình huống sút sát như thế này. Vì chỉ cần anh em nhảy rào thôi ấy. Anh em cái tình huống này, thằng rào nó sẽ nhảy được ít nhất là ngay ở dưới cái anh em nhìn cái vạch ấy nhá. Thì thằng rào tất cả thằng rào nó sẽ nhảy được không cao đến cái xà nhưng mà nó cũng sẽ ở dưới tầm xà một tí. Thì những tình huống mà dưới 20 mét tôi bảo với anh em rồi, tầm 20 21 mét thì anh em nên nhảy rào thôi. Chứ còn những tình huống là chỉnh gôn thì nó cũng đéo ăn thua vì nó quá gần. Chỉ trừ khi là anh em đứng cái mẹ ở đấy bắt bài thôi. Chứ còn cái tình huống này thì thường không ăn được. Khả năng xịt nó rất là cao. Tuy nhiên anh em cùng nhìn lại cái tình huống này. Em nó lại quyết định là chỉnh gôn để kiểu dọa dẫm đối thủ. Anh em nhìn nhá. Nhìn cái đường bóng bay nhá. Nếu như anh em quyết định nhảy rào nhá. Thì tôi tin là quả này sẽ có thể chạm được vào bóng. Đấy. Tức là nếu mà anh em quyết định nhảy rào từ trước ấy. Đây cái tình huống này nó sút đúng vào cái vị trí của thằng Winadam, là cái thằng mà nó hơi xoáy từ cái vị trí của Winadam. Thì thằng Winadam là đúng là cái thằng không nhảy. Anh em thấy không? Nếu như cái quả này Tabi quyết định sử dụng O để nhảy rào thì mình thấy rằng là cái quả này em nó có thể tránh được một cái bàn thua. Bóng 10 tầm 17 18 20 mét này thì không nên nó không nên chỉnh gôn vì nó cũng có tác dụng quá gì đâu. Đấy, và một tình huống đơn giản đã có bàn thắng dành cho Duy Mập.
một cú sút ở cự ly khá là gần.